chứ, sang chảnh với màu wagyu ủ tuyết độc nhất tại Việt Nam. Các bạn đã thử chưa? Thường thì bữa trưa Lucy ăn gì đó thật nhanh để làm việc tiếp, nhưng hôm nay Lucy sẽ tự thưởng cho mình một bữa trưa sang chảnh sau những ngày làm bạn với deadline. Không gian tại nhà hàng được thiết kế đơn giản, chỗ này mà gặp gỡ đối tác thì phải nói là chuẩn bài. Tại Yushina có hai set lunch, Lu thì chọn set son ten với 7 món, mở màn với combo 3 món khai vị. Lu khá là thích phần cá hồi trong món ăn này, tỷ lệ giấm được cho vào rất vừa phải, tạo một vị chua nhẹ ở hậu vị nhưng vẫn tôn được hương vị của cá hồi. Salad cà chua Hokkaido sẽ là một món khiến bạn hơi bỡ ngỡ khi ăn. Thoạt đầu khi thưởng thức, Lu hơi thất vọng vì phần sốt trong món ăn này khá đơn điệu, bởi đầu bếp chỉ trộn salad đơn giản cùng với dầu ô liu. Nhưng nếu kết hợp cùng cà chua Hokkaido lại một, độ ngọt của cà chua hòa quyện cùng với salad lại cho ra một hương vị cân bằng. Ahicho lưỡi bò lại là một món ăn khá thú vị, được chế biến trên chảo gang nên từng miếng khi ăn đều giữ được độ nóng rất lâu. Hương vị bùng nổ trong vào miệng, tuy cho vào đây khá là nhiều dầu ô liu nhưng khi ăn lại tạo cảm giác không bị ngấy. Điều khiến Lu đến đây chính là combo bò wagyu ủ tiết này nè. Đây có lẽ là nhà hàng tiên phong và độc quyền phục vụ món này. Phần thân vai và lưỡi bò được đầu bếp xử lý rất tốt. Phần thịt nướng đỏ ăn vào sật sật rất là thích. Bạn nào mà muốn ăn chín một tí thì hãy nướng trên đá nóng nha. Lu nghe bạn nhân viên nói đây là đá nham thạch núi Phú Sĩ. Với Lu có tìm hiểu thêm thì biết sau công đoạn ủ tuyết khi ăn rất tốt cho sức khỏe vì giảm 70% lượng cholesterol xấu. Đừng quên ăn kèm với khoai tây nghiền nữa nha. Đặc biệt là Lu thấy bếp có cho nguyên liệu tiêu hồng vào trong món ăn nên là ăn thấy rất thú vị luôn. Carbonara tại Ushina thì chưa chinh phục được khẩu vị của Lu, thiếu từng vị và kết cấu chưa đẹp. Tráng miệng có món chuối chiên mật ong kết hợp cùng với kem vani rất đáng thử nè. Set lunch của Lu có giá là 770 dành cho hai người. Set này chỉ bao gồm thức ăn, còn thức uống thì mọi người gọi riêng nhé. Và đây là nhà hàng Ushina Sky 77. Địa chỉ Lu sẽ để tại đây để các bạn dễ dàng xem. Cảm ơn mọi người đã xem video.